Xin chào tất cả các bác và các anh em. Hôm qua thì em có nhận được chiếc van số của hãng AB model là XS 9900 Pro. Thì em cũng đã làm hoàn chỉnh và tí nữa em sẽ gửi trả lại cho chú này chú sử dụng. Thì nói về chế độ ấy, thì là em làm đến 10 chế độ cho chú này chú sử dụng. Sáng tiếng, nịnh giọng, dễ hát, nhiều dì vợt. Đây sáng tiếng, nịnh giọng, dễ hát, nhiều bát, nhiều dì vợt ít nhại, tối tiếng, chống hú và dư bát. Thì em sẽ test thử cái phần nhạc và cái phần súp để cho các anh em có thể nghe được rằng là một chiếc vang số mười mấy 20 triệu thì cái chất nhạc của nó như nào. Đôi khi là anh em làm nhạc, làm súp nó chưa hay thì đánh giá sai về cái chất âm của những chiếc vang số cao cấp đắt tiền. Và tí nữa em sẽ thử vài chế độ mic để cho các anh em nghe được cái chất mic ở trên cái dòng vang số này. Chứ còn đối với em thì em bán cả hàng mới cả hàng bãi, mà cái dòng AB này em không bán. Nhưng mà để cho các anh em đang bán cái dòng vang số AB này ấy, có thể phát triển được và hãng có thể phát triển được ấy, hãng AB có thể phát triển được ấy, thì em test. Ngày qua thì em có chia sẻ một cái cấu hình ở trên cái dòng vang số này rồi, và hôm nay trước khi gửi trở lại cho chú này thì là em test phần nhạc và cái phần súp để cho các anh em nghe thế nào. Phần nhạc thì kết nối loa JBL tương đồng với loa JBL chú này đang dùng, và phần súp là đang mở trên một cái súp 50 ở kênh số 4, loa JBL kênh số 2. Bây giờ sẽ mở nhạc này. Khởi động thì là có 10 thôi nhé. Test một chế độ nịnh giọng nữa này. Con đò này đã già, nghe tin anh gục ngã, dừng chân qua năm xưa, uống nước già hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ, ôi nợ đành quên sao, xin gọi lại tên anh. Và tiện đây thì em thử luôn ở chế độ nãy giờ quên bật cả mic. Bây giờ em sẽ thử chế độ nịnh giọng nhé. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Chế độ nịnh giọng, đấy là chế độ nịnh giọng này. Và đây là chế độ sáng tiếng này. Rõ ràng cái chất âm nó khác rồi, nó có độ mềm độ nhuyễn rồi. Đây chế độ dễ hát này. Ngày hôm qua các bác nghe thấy là nó đanh đanh, nó ong ỏng, nhưng ngày hôm nay nó khác rồi. Chế độ nhiều dì vợt này. Và tiếp đến là cái chế độ nhiều bát này. Đây chế độ nhiều bát. Chế độ nhiều bát này. Thử một chế độ dì vợt này. Đây là chế độ dì vợt này. Đây chế độ dì vợt. Một
1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là chế độ gì vợt. Tiếp đến là một cái chế độ ít nhại này. Một, 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 hai, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiếp đến là chế độ sáng tiếng hơn này. Một, 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 hai, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mỗi chế độ thì effect tổng khác nhau này. Cái giải quay dơ của phần music khác nhau này. Chế độ chống hú này. Một, 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 hai, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Và một chế độ nữa là chế độ dư bát, tức là chế độ này nhiều check, giảm bát này. Một, 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 hai, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thì hôm nay thì em cũng đã làm hoàn chỉnh chia ba số này. Vừa rồi các bác cũng nghe được chất nhạc và chất mic cũng như chất súp ở trên cái dòng vang số của AB. Một chiếc vang số mười mấy triệu. Cho nên là nhiều khi ấy là nhiều thợ làm không được hay ấy, thì cứ cho rằng là như vậy là vang số này nó không hay. Nó khô, nó cứng, nó khó hát. Nhưng phần nhạc, phần mic thì các bác cũng thấy được rằng là nó rất là sáng, sạch, chi tiết. Và bát rất là có lực, chứ không súp thì cái dòng X5 ấy thì có phải gọi cái dòng AB này bằng cụ. Nói về súp ấy thì cái dòng X5, X6, X7, X10 ấy, phải gọi cái AB này thì bằng bố. Cho nên rằng là nhiều khi làm không đạt yêu cầu ấy thì là đánh giá sai về những chiếc vang số hay. Cho nên em muốn test thử để cho chúng em này có thể nghe được, cũng như các bác anh em có thể là cảm nhận được chất âm của một chiếc vang số mười mấy 20 triệu.